Chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý khác, thưa quý vị khán giả. Một tuần theo sau như trận động đất 7,2 độ Richter đã tàn phá Haiti, thì các nước và các tổ chức quốc tế cũng đang đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ nhân đạo tới quốc gia vùng Caribe này. Tuy nhiên, công việc đang gặp khó khăn tại một số khu vực hẻo lánh do địa hình phức tạp và thời tiết không thuận lợi. Hình ảnh đoàn người đã tuyệt vọng đuổi theo và cướp những đoàn xe cứu trợ sẽ giúp cho quý vị khán giả hình dung được những tình cảnh khốn khó của người dân ở quốc gia này. Sâu trong những ngọn núi thuộc khu Grand Anse, phía nam Haiti, khoảng 100 gia đình đang sống trong các lều tạm dựng dọc đường cao tốc. Trận động đất vào hôm 18 tháng 8 đã phá hủy toàn bộ nhà cửa, mùa màng của họ. Chúng tôi ở đây với các con của mình. Tôi không biết có bao nhiêu người, nhưng chúng tôi cần thực phẩm, nước uống. Lũ trẻ khóc suốt vì đói, vì khát. Chúng tôi cần cả thuốc nữa. Cổ họng chúng tôi khát khô vì không có nước. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở đây. Lũ trẻ khóc đòi đồ ăn và thức uống. Theo Reuters, trận động đất kinh hoàng hôm 18 tháng 8 đã cướp đi mạng sống của 2.000 người Haiti và phá hủy hoặc làm hư hại hơn 130.000 ngôi nhà chỉ trong vài giây. Việc những người sống sót khốn khổ đang săn lùng những thứ cần thiết như nước sạch và lương thực hiện đã trở thành cuộc đấu tranh sinh tồn hàng ngày. Mặc dù các nhóm nhân đạo đã triển khai các đoàn xe cứu trợ, nhưng số lượng vẫn không đủ. Thêm vào đó, những người được giao nhiệm vụ giao hàng thường thiếu chuyên môn về hậu cần. Hình ảnh đoàn người lao lên xe cướp hàng cứu trợ khiến những lời hứa cao cả từ chính phủ dành cho các nạn nhân động đất ở Haiti đã trở nên vô nghĩa.